Kênh YouTube Phùng Vlog thân ái chào toàn thể quý vị và các bạn. Giờ đây chúng ta đến với đám cưới đội vô vi của đứa cháu ở nhà. Đây hình ảnh đứa cháu Hồng Hoàng Nhung và Thanh Bình. Biết gì mà chào. Chào con. Chào em. Rồi vào. Nên là khuôn mà trẻ ra. Đúng rồi gái. Chưa phải đi đâu hết, cứ ngồi đây rồi từ từ hết xếp. Rồi sắp xếp lại lấy đi. Không chút xíu cũng được, cái gì đâu. Cứ vào đây rồi lấy. Ấy ấy mày bị vẹt lại hả? Mày quẹt đó này hả? Đúng rồi. Cái đó đỡ xét đó là rồi. Rồi không tiếp vô trong này cho chú từ từ nha. Hết sức thông cảm cái không gian chật thì để từ từ cái cháu xếp con uống qua. Trời lắng vô tông tí nó được không anh Giang? Lắng vô tông cho nó trong này hả? Sẽ đưa đẩy vào thôi vào. Rồi con kéo được một đường bánh bánh kem. Rồi được. Sao mình trình bày lại cho con thành phần nãy hay là vâng, vâng. Để chú trình bày. Kính thưa hội mười hạt trai là gã chèo nhà trai bắt đầu. Đúng rồi. Kính thưa hạ nhà trai, thưa hạ nhà gái, hôm nay gia đình có tổ chức lễ vu quy, dạ có. Đừng nghe. Hoàng Nhung có duyên cùng bạn trai là Phạm Thanh Bình được sự quan tâm của hai họ để dành nhiều thời gian đến tham dự. Tôi xin thay mặt gia đình phát lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa họ nhà trai, sau đây tôi giới thiệu thành phần tham dự của họ nhà gái. Và tôi là Nguyễn Văn Thuận, và vợ là Ngô Thị Huế, là mẹ của Nguyễn Hồng Nhung, đồng thời tôi cũng là chủ hôn và họ nhà gái. Và phần phía bên nội tham dự gồm có cô Yến, rồi chú út là ngồi về kia. Và phía bên ngoại thì có cậu Bê, về mợ Thủy, rồi dì Phương và Dượng Hoàng ngồi bên cách, về chị Lan, về Dượng Phùng, đồng thời là các cậu Út, về mợ Sinh. Về cái sự giới thiệu nhà gái đã xong, xin phép hai nhà trai tiếp tục trình bày. Kính thưa thân sinh của cháu Nhung, thưa tất cả quý anh, quý chị, quý ông bà, anh chị, những người thân thiết của Nhung. Trước tiên là cho phép tôi được giới thiệu, tôi vì trong cái điều kiện hoàn cảnh của nhà trai, cũng xin phép được thưa rằng bố của cháu Thanh Bình trong cái điều kiện sức khỏe là không còn nữa,
cho nên là tôi xin phép được đại diện cùng với gia đình đến đây để mà thưa chuyện cùng các anh các chị để cho cái ngày tốt đẹp nhất cho hai cháu. Bên cạnh tôi thì có cô Ngọc là thân mẫu của cháu Bình. À, ngoài ra thì trong cái đoàn tùy tùng mà đến hôm nay để làm cái lễ thân nghinh, có nhiều bạn trai, có nhiều anh, nhiều chú, nhiều anh em rất nhiều, chúng tôi cũng không thể giới thiệu cho hết tên, thì xin phép được gọi là đại diện. Thì kính thưa các anh các chị, thưa thân sinh của cháu Nhung, trước tiên là tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất các anh các chị đã đón tiếp đoàn nhà trai rất là trân trọng, rất là quý mến. Thì cho tôi được gửi lời cảm ơn và xin chúc sức khỏe mọi người đã có mặt hôm nay. Có và đủ, vì hoàn cảnh rất là xa, cách chúng ta cũng gần nửa ngàn cây số, 500 cây số, và hoàn cảnh gia đình như thế. Đặc biệt, cái tình yêu không hẹn mà nó lại đến. Cho nên là hôm nay, hai cháu qua tìm hiểu lẫn nhau, tự giác, tự nguyện tìm hiểu lẫn nhau giữa cháu Bình của chúng tôi và cháu Nhung, và đã thưa chuyện với các anh chị rồi. Và các anh chị cũng cho phép chúng tôi là đến với gia đình các anh chị với một cái tình cảm chân thành nhất, đơn giản nhất. Ngày xưa thì thưa các anh chị là chúng ta phải là lục lễ kia, 6 cái lễ chúng ta mới thân nghinh để đón được một cô dâu. Nhưng mà hôm nay vì cái tình cảm thương yêu con trai của chúng tôi, cháu của chúng tôi, cho nên các anh chị gia giảm rất là nhiều, cảm thông rất nhiều. Nói cái quê hương mình là ba dê rút vào một cái hũ thôi. Thì trước tiên đó là cảm ơn các anh chị bên nhà gái thân sinh của cháu Nhung, chúng tôi rất cảm ơn rất nhiều. Và chúng tôi hy vọng rằng đây cũng là cái lời cầu mong, là lời chúc phúc tốt đẹp nhất để hai cháu Bình Nhung sống viên mãn trọn vẹn. Thì xin phép bên nhà gái cho phép chúng tôi được trịnh trọng giới thiệu về mặt nghi lễ. Thì như các anh chị đã thấy rồi, thì xưa bày nay làm, đúng là đến 6 lễ là vấn danh, hỏi tên, hỏi tuổi vân vân. Nhưng mà giờ đã thương nhau rồi thì biết nói gì hơn nữa. Cho phép chúng tôi được xính lễ những cái mâm quả như thế này, trầu rượu như thế này của ông bà mình bày sao thì chúng tôi cũng làm như vậy. Chắc chắn rằng nó sẽ còn thiếu sót rất nhiều. Muốn đủ thì biết bao nhiêu cho nó đủ, mà cái thương là chính. Thì mong rằng anh vui vẻ xem thử là trong cái lễ này anh đã chấp nhận hết chưa. Thì nếu anh chấp nhận thì chúng tôi mới thưa tiếp chuyện. Kính thưa hạ nhà trai, quay lời trình bày. Tôi đại diện nhà gái chấp nhận và cảm ơn hạ nhà trai để đem nghi lễ đầy đủ đến nhà gái để xin cưới hỏi về trước dâu. Đồng thời gia đình cũng chấp nhận cháu và Thanh Bình là con rể trong gia đình, đồng thời là cháu họ nhà gái. Rồi như vậy là trai. Anh đã xưa ông bà cũng có bày, có trang có nữ đúng không, đến đón cô dâu thì có cái ít nhất là chiếc áo dài, ngoài ra chúng ta còn có những cái phần nữ trang kế tiếp. Cho phép tôi xin đề nghị khui cái quả chúng tôi có mang đến, trong đó có chiếc áo dài, và mời là người mẹ chồng tương lai ngay từ bây giờ là cô Ngọc sẽ khui cái hộp quả đó, trao chiếc áo dài để cho cháu Nhung nó trang trí và nó lên nó trình diện trước chúng ta, sau đó chúng tôi mới trình bày với vấn đề nữ trang. Anh đồng ý chưa? Rồi có chiếc áo dài em trao đó. Như vậy là xin đề nghị camera rồi quay xem được cái áo đỏ rất là xinh ha, đúng không? Rồi đó, như thế là được rồi, em sơ sơ vậy thôi, được rồi. Rồi tôi xin phép trao cái quả này nhờ chị mang đến cho cháu gái nó. Thì cái cổ éo cho nó nằm ở giữa là cô đi. Được rồi, Việt Nam mình nó có cái thủ tục. Rồi hai vị xui từ từ lên nhìn con. Rồi hai vị xui nhìn máy này à, nhìn máy này nè. Từ từ nhìn con nha. Mà chắc anh chắn anh chị đã những làm thủ tục đó rồi. Bây giờ để tiếp theo cái công việc mà chúng ta cần bàn với nhau nữa. Thì trong khi chờ đợi này thì chúng ta đã chấp nhận nhận áo rồi không? Rồi nhận áo cưới.
Và chút xíu nữa là sẽ thưa anh chị về vấn đề nữ trang. Nữ trang thì tôi xin giới thiệu cô Ngọc là mẹ của cháu Thanh Bình, sẽ nói rõ chi tiết cái gì, tiền bạc như thế nào trong cái ngày lễ hôm nay. Anh ha, bây giờ anh ngồi chút xíu chờ cái áo dài. À, bỏ cho cái dĩa đó thôi. Bưng lên, bưng cái dĩa đó luôn. Để rồi đó, thì mình ghế cho mình đại diện làm cô lấy một miếng thôi à. Từ từ thôi nha. À, mà mẹ ngồi xuống là quên, mẹ ngồi xuống lên, còn gì đứng xếp con gì. Ngồi đứng xếp con. Xếp con này đứng cho con. Con nhìn này, con nghe hai con nhìn máy này này. Máy này nhìn con này. Rồi, nhìn về phía trước này. Rồi, tự không biết gì mà làm nó. Rồi, cái nó xinh xinh như ngày cưới không? Xinh như ngày cưới. Rồi quay lại động đá đi mẹ. Rồi nhìn thấy nha. Rồi nhìn thấy con đấy nha. Một hai. Rồi 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 nắm mai tay treo lại xuống nè. Đúng rồi, ok. Đưa lên tí. Hai chồng nhìn nhau kìa. À, rồi, ok. Rồi, cô mời hai cô ngồi xuống ghế đi. Thôi đi, ngồi. Nhìn là đánh mặt về hướng mình ngồi xuống nha. Rồi nhìn phía chú rể rồi, nhìn lại chú rể. Rồi, một, hai, ba, rồi, bước tới. Quý ông bà, anh chị đại diện cho gia đình nhà gái. Thì về vấn đề nghi lễ trao áo cưới cho cô dâu xong, thì tiếp theo chương trình chúng ta còn một cái bước nữa, rất là nhiều bước, nhưng cái bước này là cũng một bước quan trọng nhất. Và chúng tôi muốn nói rằng đó là vấn đề nữ trang. Thì thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin giới thiệu cô Ngọc là thân mẫu của cháu Thanh Bình, sẽ trình bày tất cả cái nữ trang, kể cả tiền nạp, ở quê mình gọi là tiền nạp tài, thì Ngọc sẽ trao đổi là bao nhiêu, rồi nữ trang là bao nhiêu, gồm cái gì, vân vân. Rồi kể cả ông bà nội, ông bà ngoại có ai gửi đô la, em cũng nói luôn đừng quên, nha. Vàng rồi cũng nói hết, để trước hai họ để chứng kiến cho biết. Thì mời Ngọc bắt đầu. Rồi, trước tiên em nói tiền tài nhé. Có cái tiền nạp tài là 50 triệu, với lại những cái sinh lễ. Thì gồm có cái đầu tiên là của bà cố. Bà cố thì cho một cây vàng. Còn bà ngoại á, bà ngoại cũng cho một bộ nữ trang, một cây vàng. Và hai cây vàng là để làm tiệc cưới ở nhà hàng ở Sài Gòn. Còn bên mẹ thì cho một cây vàng và một bộ nữ trang vàng trắng, nhẫn kim cương và một cặp nhẫn cưới. Thì đó là vấn đề nữ trang. Nhà trai đã trình bày trước họ nhà gái công khai như vậy. Còn ai gửi gì nữa em nói luôn, mà không có gửi thì bữa nào vào Sài Gòn tính. Bên nhà trai thì Sài Gòn sẽ nói chuyện sau tiếp thôi. Thì kính thưa anh đại diện, kính thưa họ nhà gái, về sự trình bày của họ nhà gái, bản thân cảm ơn và xin nhận những gì mà họ nhà gái đã trình bày, đồng thời cảm ơn bà cố, ông bà ngoại để gửi quà lưu niệm cho chú rể của dâu. Một lần nữa xin cảm ơn họ nhà trai. Giờ cho tôi nói tiếp ý này, tôi xin được nhắc lại một lần nữa, đối với chúng ta tiền bạc thì cũng rất lớn, nhưng mà tình cảm nó nhiều, thì gói ghém trong 50 triệu là gọi là tiền nạp tài để cùng anh, cùng gia đình anh để tổ chức cái chương trình lễ vu quy đón tiếp khách hôm nay. Bên cạnh đó tôi nhắc lại nữa là thân mẫu của cháu Bình, đúng không, có một cây vàng em ạ, một cây vàng, rồi vàng trắng, trong đó có chắc cũng phải mấy gara kim cương, cũng làm quà bà cố cho gửi cho cháu, gửi tặng cho cháu làm quà lưu niệm là vốn liếng là hai, một cây vàng, bà ngoại cũng một cây đúng không, bà cố một cây, thì tổng cộng chừng đó thôi, nó ít nhưng phải tình cảm nhiều, bởi vì bản thân chúng ta sinh ra một người con gái nuôi nấng từ thuở bé đến giờ, đúng không, đến ngày nó học nó hành con lớn biết bao nhiêu công của cha mẹ như trời như bể, thì chúng tôi gửi gắm tới đây mang cái phần lễ này nó cũng chưa là bao đứng xứng đáng với công lao của anh chị. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng
những cái tình cảm, cái sự sâu lắng này để các cháu ghi nhớ. Hãy sống với nhau cho tốt đẹp, cho nó trọn vẹn, để cha mẹ hai bên được vui vẻ, thỏa nguyện. Thì đó là phần bên nhà trai xong. Và tôi cũng tin tưởng rằng khi sinh ra một người con gái, con bé Nhung anh vừa ra đời là anh chị mừng vỗ tay, ô con gái xinh quá xinh quá, cả dì cả cô cả họ cả chú bác cũng mừng, cũng mong sao cho nó có ngày hôm nay. Chắc chắn rằng khi hôm khi kia các anh chị cũng đã chuẩn bị một tư thế sẵn sàng, đúng không? Trước mắt là cha mẹ, tao chắc cũng có để dành tay thì cho con, rồi chị dì chú bác cô cậu có cái gì thì xin mời bên nhà trai nhà gái tiếp tục làm cái công việc đó. Xin mời cô Ngọc ngồi xuống để bên kia tiếp tục để về họ nhà trai trình bày, họ nhà gái cũng cảm ơn. Và tiếp theo là họ nhà gái thì cô dâu đeo nữ trang cho, đúng rồi, sẽ có tiếp tục cái khâu đó. Họ do đạo diễn anh con nha, cái này là nữ trang mình họ gái chấp nhận, do mấy đạo diễn anh. Mình cũng mang tính tượng trưng chứ đeo cái nó quyệt nó nặng, cái cổ nó khó khăn lắm á nghe. Nhìn nhìn xéo xéo nha. Có gì phụ mẹ đeo nhanh nhanh nha. Đúng. Phụ mẹ tiếp đeo. Báo thời điểm mình đụng thêm sắt nó nặng nó mong. Thôi chơi 73 tuổi già mẹ ơi tha quá. Cái tay cái cầm bông mà cái tay cái đeo. Còn cái gì nữa? Tha rồi. Tay chú. Cũng lớn tuổi rồi cái này cũng nhút nhút là không đẹp, cũng qua cũng nhút đều xong một say, đều xong say chú bé này như thì thảo dược nó ăn cầu vậy thương già mà cũng đủ tuổi á, vậy vậy ba ta đi đám cưới. Rồi cô giao nhận nữ trang người nhỉ, em cứ chồng lại trước sau cũng của nó con lại. Tạm đi rồi tí nữa con sửa soạn lại cái chật ở ngoài, cái rộng ở trong. Bên nhà trai đến đây là đã kết thúc. Xin mời anh chị và gia đình nhà gái có quà, có tình cảm thương yêu gì cháu Nhung trước khi nó về nhà chồng lên xe hoa thì anh chị cứ tiếp tục tuyên bố rồi đó. Để tiếp theo cái chương trình Lỡ Bu Quy cũng xin phép nhà gái tặng về lưu niệm cha cô dâu cứu rỡ. Trước tiên là cha mẹ của cô dâu sẽ trao tặng món quà cha cô dâu cứu rỡ, mời mẹ cô dâu. Được con cái là mở đi. Đây là ngày cưới của con, mình tặng cho hai con để làm kỷ niệm. Một cái chiếc lắc đây nè, 3 chỉ, đó là chiếc lắc đây là 2 chỉ nữa là 5 chỉ. Rồi còn đây còn này toàn anh Luân gửi cho tặng cho em là coi như 1 chỉ nữa. Rồi chúng tôi nhà trai cũng xin phép được ghi nhận. Huy nữa. Nước. Mời cô Yến về. Cô đi đây là con cháu tí nữa. Cô chú bác gì trước mình bên nội làm luôn. Rồi. Của cô. Rồi, con trai của cô gửi tặng cho hai em. Rồi. Đúng, rượu mời. Có bưng đi rượu đây. Rút rượu cô sẽ không có thời gian nữa. Đúng. Rồi xong được. Cảm thông cảm em. Cảm ơn rồi. Không mình giảm bớt cái đó. Tiếp theo chú Hoàng. Lên nhà hàng phía ngoài mời chú Hồng nhanh chân chứ không tôi cúp á, cúp mẹ
Dạ vâng, giờ chú Hận á, chú Hận. Chú nội. Cô mấy nhà trong đây, trong gửi lại cái này chứ. Ngoài đây ai nhà. Đâu hả? Rồi cái tay quân nhận này, do nhận này sẽ mặt đi con thấy nha. Có gì mì lớn mà nhỏ đâu cho vào đây chú Hận nè. Cậu bé em về mở bé tiếp theo Dì Lan gì nhiều Dưỡng Phùng trong gái dữ rồi. Con anh nào đây nói anh này là Dưỡng hả? Dưỡng đây dấu con này. Chụp hình ông Dưỡng đẹp chưa? Vừa nát. Rồi mấy này con đấy nha. 2 3 1 2 3. Rồi tiếp theo cậu Út, cậu Phúc và Mội Sinh. Cô gì chú bác ở đấy sao? Rồi. Sao nói gì cái gì? Cái gì nói lẽ cho tặng gì nói. Rồi rồi anh tôi có rồi, anh tặng cho 20 triệu. 1 2 3 1 2 3. Rồi. Chị ruột. Chị ruột. Chị của Nhung. Điều vô luôn rồi. Nói lớn là chưa? Nói không nghe gì. Một chỉ mà tôi tưởng đâu 5 phân, nói nhỏ nhỏ ai biết. Rồi, chụp hình đó. Chụp hình đó. Rồi, vô để mình nói chuyện người ta. Ôi, mời mẹ đâu ạ? Cô Ngọc ơi, đứng đây chỗ chú này. Thay bờ dù cho mắt xanh kỳ hưng và dù năm tháng vui qua ta quen biết nhau khi tàn xuân ta yêu thiết tha và khi thu mùa đông đang cưới đôi mình, em mới xích lại thật gần bên anh, cho anh nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi, không u sầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.